Hello mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người 8 game kinh dị nha. Và ok, mình sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên, Yes the Hold Game. Nhiều rồi nhé. Okay, giờ mình sẽ đi lên tầng nha. Dưới hết này. Ui. Không ra.
18 này. Ok, 20. Mình cắt đầu tiên nha. Ok, next game. Specimen Zero. Đèn. Ai vật thế à? Ok, giờ mình sẽ chọn cái khác không? Súng bắn tiêu. Súng này không đạt nhỉ.
Ok, tầng dưới. Sao kéo một nó đi vừa lên vậy? Ok, next game. Ranichi. Skip intro. Ok, that's you. Hành cây okay.
luôn, súng cao su. Ok, mình sẽ đi tìm sói nhé. Cái sỏi nó nghe, ok đấy, có một viên. Ui. Ok, game tiếp theo Ice Cream 7. Thank you.
Ok. Start.
Ui. Ok, đây kìa. Slenderman. Looks like they're hypnotized. Scooby-Doo. Oh.